Khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ ở Đông Âu, luật và quy tắc bị phá vỡ, tội phạm có tổ chức tăng cao. Trước đó chúng đã tồn tại, nhưng sau này chúng hoạt động công khai. Ai cũng muốn kiếm chắc ở châu Âu, tôi cũng vậy. Khi hai gia đình tội phạm xung đột, họ gọi cho tôi. Tôi đứng ra giải quyết với cái giá phù hợp. Tôi là người dàn xếp. Nhưng đó không phải lý do duy nhất tôi ở đây. Diman Ivanov, phụ tá gia đình tội phạm Tavanyan. Chào anh, lâu rồi không gặp anh Demian. Anh sao rồi? Liev, chào cậu, tôi vẫn khỏe. Lát đang chờ anh ở trên. Alo, ừ, Nikolai. Chúng tôi xong việc rồi. Mọi thứ đã sẵn sàng chờ lô hàng tới. Tốt, khoảng 48 tiếng nữa chúng tôi sẽ giao. Vlad Tavanyan, ông chủ gia đình tội phạm Tavanyan. Vậy là tốt rồi, Vlad. Rất vui làm việc với anh. Nikolai Vorak, ông hoàng buôn thuốc ở Nga. Hàng tới tôi sẽ gọi lại. Chào mừng anh quay trở về. Tôi rất vui khi về đây, Vlad. Anh đi quá lâu rồi đấy. Tôi toàn phải uống một mình. Tôi chắc chắn anh sống vẫn tốt. Ta cùng uống nào. Được. Cảm ơn, Nadia. Anh nói thêm về Rosny đi. Vụ làm ăn này suôn sẻ vì họ đề cao lợi ích của ta. Tôi biết, ý tôi muốn hỏi về thành phố ấy. Nghe nói họ đang xây lại nó từng khu một. Nó vẫn là Rosny. Còn nhớ Sergei không? Hắn bắn chết ả đó chỉ vì làm trầy giày của hắn. Hắn là một thằng điên. Nên nhiều anh em của ta đã chết ở chết nhà. Vì Sergei. Tôi nghĩ nên có người quay lại đó và giải quyết những mối thù xưa. Vlad, chiến tranh đã kết thúc rồi. Ở đây thì không. Đối với tôi thì không. Vlad, tôi đang bận. Là Mikhail Suvorov. Mikhail, rất vui khi anh gọi.
Tao và mày đã vẽ vạch trên cát. Mày lại xóa sạch nó. Mikhail Severov, chủ gia đình tội phạm Suvoroy. Anh nói cái gì vậy? Mày dám làm ăn với Nikolai Borat mà không xin phép tao? Dớ dẫn. Ai nói anh chuyện đó? Một kẻ biết chuyện. Này, tôi không biết tay đó là ai, nhưng dù là ai thì hắn cũng đang lừa anh đấy. Hắn muốn chúng ta đối đầu nhau. Vấn đề là ở chỗ tao không chỉ nghe từ miệng của nó. Khi nghe đi nghe lại một sự việc thì có thể có vài sự thật bên trong nó. Không phải như anh nghĩ đâu. Nikolai tự tìm đến chúng tôi. Đương nhiên rồi anh bạn. Mày muốn cửa mối làm ăn của tao. Cú đâm sau lưng này quá đau. Mày phá hủy 3 năm hòa bình giữa chúng ta. Chỉ vì một nắm bạc lá. Và tao buộc phải giết mày. Không, chờ đã. Demian, trả lời đi. Chúng ta bị phục kích. Hắn có khẩu 50K, bắn từ một cửa sổ phía bên kia đường. Mau tìm ra nó và giết nó cho tao. Phía bên kia đường, đi mau. Đi mau. Đi, không. Mẹ kiếp. Xong việc chưa? Poppy Suvoroy, phụ tá gia đình tội phạm Suvoroy. Hủy cái xác đi. Mày đứng đó làm gì? Mau hủy cái xác đi. Phải làm hắn biến mất. Đừng để xảy ra chiến tranh. Quay người lại cho tao.
bảo quay người lại. Có người nói, thật may mắn nếu biết mình là ai, sứ mệnh của mình trong cuộc sống. Nhưng với tôi, nó như một lời nguyền. Sao tôi lại thành thế này? Một chuỗi những sự kiện, số mệnh. Thật khó để nói. Nhưng đó là con người của tôi. Tiền thì có, nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ.
là chương 43 câu 18. Hãy quên những việc trước kia, đừng đắm chìm trong quá khứ. Tôi chắc chắn được một điều trong cuộc sống. Quá khứ chính là ác quỷ. Ta không thể trốn khỏi nó. Nó bám mãi phía sau ta. Chào. Chào. Chào, chào Janice. Phải, ngày mai hàng tới. Cả tôi nữa, anh bạn. Có thông tin gì thêm tôi sẽ báo ngay. Được rồi. Bobby. Thế nào rồi? Ổn, anh ta sẽ tới lấy lô hàng. Hàng rời bến Damascus chưa? Chưa. Nó vừa rời Astrakhan một tiếng trước. Khoảng 3 tiếng nữa nó sẽ tới đó. Còn lượt về, khoảng chiều tối ngày mai nó sẽ tới Colombia. Mất 2 tiếng dỡ hàng, chất hàng, đổ dầu. Và sau đó mất 23 tiếng để quay về. Cuối tuần này là chúng ta ổn thỏa rồi. Tốt. Đi lấy xe đi. Đó. Alo, tôi gọi điện để bàn về các điều khoản. Mày là ai? Mikhail, bố tôi bảo rằng đừng bao giờ hỏi khi đã biết câu trả lời. Tốn thời gian của tôi lắm. Ông tưởng tôi chết rồi, đúng không? Demian. Mikhail này, giờ tôi là chủ quản rồi. Và may mắn là chúng ta có thể tái thiết lập quan hệ. Nên ta hãy thương lượng với nhau ngay khi máu còn chưa khô. Ừ, tao đang nghe đây. Hãy mò vào mồ của Vlad và tự chôn sống mình. Nếu không, tôi sẽ tìm và giết ông. Và tôi sẽ tự tay chôn ông. Đó là điều khoản của tôi. Giờ sao? Phải mạnh tay hơn với chúng. Tao sẽ mở cửa hỏa ngục.
Đi đi. Chúng ta phải suy nghĩ kỹ càng, phải hành động thông minh. Tao sẽ hủy hoại nó. Phải, nhưng nếu ta gây chiến với Demian thì sẽ chạm mặt Leo. Tên sát thủ ấy không diệt được Demian cũng như họp Vlad. Chính là mấu chốt của vấn đề. Nhưng hắn là người trung gian duy nhất. Thế mày có kế hoạch gì? Anh có nghe đến chó sói chưa? Hắn không có thật. Câu chuyện tôi nghe là hoàn toàn có thật. Ari Petrovsky có số của hắn. Câm mồm. Sao? Có phải người được gọi là chó sói? Tôi thích tên Alexei hơn. Nhưng đúng là tôi đây. Ngày mai anh tới Praha được không? Có vẻ hơi gấp đấy. Chúng tôi trả gấp đôi. Được rồi, nhắn địa chỉ rồi biến đi. Xin lỗi nhé. Mày còn nợ Slim Jimmy một mớ tiền đấy. Hắn gửi con chó đến để đòi nợ đấy hả? Thật ra hắn cử chó sói đấy. Lên đi. Mày có trả không? Có trả không? Có. Khi nào? Dừng lại đi, mẹ kiếp. Tiền ở phòng bên cạnh. Được rồi, được rồi. Ở trong cái sắt sau quầy ba. Một phần cho khách hàng. Còn lại là của mình. Ngoan đấy. Tôi đã quan sát cô ấy từ lâu. Nhưng giống như hai đầu tàu chạy ngược hướng nhau.
Tôi đã chần chừ không giải quyết. Nhưng nếu cứ chần chừ thế này, tôi sẽ bị giải quyết. Đã gần tới lúc. Phải Leo đó không? Chỗ cũ, ngày mai, lúc 8 giờ rưỡi. Nghe này, tôi... Xin lỗi. Chào Ray. Tôi bỏ lỡ một người. Phải, tôi có nghe rồi. Này, Mikhail là người muốn tôi trình diễn. Nhưng nếu không đồng ý các điều khoản thì đừng nhận việc chứ, Ray. Đồng ý. Tại hắn dùng đàn bà để che chắn. Cô ta là gái điếm. Chúng ta đề cao kết quả chứ không phải lý lẽ. Tôi sẽ xử lý đẹp nhanh. Tôi hứa danh dự đấy. Trễ mất một ngày rồi anh bạn. Họ đã thuê một tay khác để xử lý. Thế còn tôi thì sao? Tôi e là ông Mikhail Suvorov sẽ không thuê tôi nữa vì vụ bê bối này. Họ đang bực bội đấy, Ray. Ai trách được chứ? Có cả triệu người giống như Suvorov, y hệt hắn. Anh nghĩ tôi gọi vì chuyện gì? Đặt mìn ở ngay sân nhà không hợp với tôi đâu, Leo. Hơn nữa, cái này giống như mình đạp đổ bát cơm vậy. Nhưng bát này không còn cơm như trước nữa. Demian muốn trả thù. Và anh ta sẵn sàng trả nhiều hơn nhà Suvorov. Nếu xử được hai anh em đó thì anh ta sẽ trả thêm. Này Ray, chúng ta mở màn chiến tranh đấy. Chiến tranh sẽ tốt cho việc làm ăn. Anh có thể nhúng tay vào hoặc rút tay ra. Tùy anh quyết định. Che bellezza quando sei amoroso, la gioia cresce nel cuore tenero, how lovely life it gets when you're in love, how soft the breeze it blows, how quick the hour goes, when spring is in the air. You're in love. What do you want? Anh cần gì? I'm looking for Bobby Suvorov. Tôi tới gặp Bobby Suvorov. And who the hell are you? Anh là ai? Alexei Andreev. Alexei Andreev. Who? Là ai? Là tao đấy, thằng ngu. Much obliged. Ngoan. Ai đây? Hungry, tired, thirsty. Đói, mệt và khát. Alex. Chính là Alexei. Come. Lại đây. What do you want? Anh uống gì? Tôi không biết nữa. Well, I don't know. What would you recommend to be sipping? Cậu nghĩ tôi nên nhấm nháp gì trong một ngày nóng nảy thế này? Một ly nước đá lớn kèm hai ly rượu. Are you alright with shots? Anh uống rượu được chứ? Còn thích là đằng khác. Appleton Estate. Appleton Estate, rượu rum 30 năm từ Jamaica. Tôi nghĩ sẽ thích hợp uống ở đây.
Nghe có vẻ thú vị đấy. Tôi sẽ thử. Anh bạn muốn bắt đầu từ đâu đây? Chúng ta nên tự giới thiệu. Mikhail Suvorov. Bobby Suvorov. Alexei. Tôi không thích dùng bí danh của mình lắm. Có những kỷ niệm không hay. Sao cũng được. Alexei, anh nói xem. Anh biết gì về tình hình làm ăn ở thành phố Golden này? Vẫn vậy thôi, tôi nghĩ thế. Hai cánh có ý kiến trái ngược nhau, giết hại nhau vì lợi ích của bản thân. Tôi thích cách nghĩ của anh. Tôi thì không. Suy nghĩ là việc tôi thường làm. Thế chính xác công việc của anh là gì? Tôi chơi đánh cờ với lão Borome già trong công viên vào mỗi chiều thứ ba và thứ bảy. Tôi sưu tập xe từ những năm 70, bay bắn đạn những năm 90. Và anh trả tôi đúng giá, thì tôi sẽ giết bất cứ thứ gì đang thở. Chắc chứ. Chúng ta chẳng còn ngây thơ gì nữa. Con nít thì không bàn tới, nhưng phụ nữ thì tôi không ngán. Tôi chỉ bắn họ thôi. Dùng dao đâm một người phụ nữ khiến chúng ta trở nên yếu đuối hơn nhiều. Anh biết đấy. Vậy là được rồi. Thì anh muốn tôi làm gì? Diệt cỏ tận gốc. Đây là Demian Ivanov. Hắn có thể phải là Grigory Rikonyev và thằng đàn em, cùng với Nikoli Borak, tay buôn thuốc. Nikoli là tên khởi xướng, nên xử hắn đầu tiên. Xin chào Nikoli. Who are you? Mày là ai? A trained monkey. Một con khỉ được luyện. But well enough paid. Nhưng được trả lương cao để làm việc nhẹ nhàng. Mày làm gì vậy, Ray? Tới giờ đóng cửa rồi. Tôi chưa uống xong mà. Vậy thì uống xong rồi trả tiền đi. Lấy thêm ly nữa. Xin lỗi, quán đóng cửa. Uống thế là đủ rồi. Thế sao? Vậy tôi đem cái này đi. Không được mang cái gì đi. Bỏ cái tay. Để anh ta đi đi. Được rồi, để tôi đi. Không sao đâu, để anh ta đi đi. Ổn cả chứ, Janet? Ừ, không sao cả. Tôi xin lỗi. Không, không. Chuyện đã lỡ rồi thì thôi. Anh là người Mỹ. Ừ. Đợi tôi một lát nhé. Không cần đâu. Không, để tôi lo. Chờ một lát thôi. Soda và muối. Sạch ngay ấy mà.
Chúng giết Vlad. Thế là Demian lên làm ông chủ. Thấy hắn cấp vui vì được lên chức không? Không, tên khốn đó không biết trân trọng gì cả. Bọn họ cùng làm việc ở Chechnya. Vlad từng hứng đạn cho Demian. Họ là anh em kết nghĩa. Thì sao? Tao không được đề cao. Làm gì không cùng họ sống chết ở Grozny hả? Đầu tiên tao là phụ tá của phụ tá. Ông chủ chết thì tao làm sao? Tao vẫn là một tay phụ tá. Cuộc đời thật bất công. Mày chỉ uống khi thấy ly rượu còn một nửa thôi, Grigori. Ly của tao cạn rồi, Diep. Nếu tao cứ tiếp rượu cho mày, thì tao là cái gì? Một tay phụ tá. Hai tên ở bàn số 2, một tên ở bàn số 3, bốn ở bàn số 6, ba ở bàn số 8. Hai khẩu, 17 lần bắn, cộng lại là 34. 10 tên, mỗi tên 3 viên, được trượt 4 viên. Oi. Ê, thằng nào trong đây là Grigori? Mày là ai? Bên trái chỉ còn 3 viên. Còn bên phải. Chỉ còn một viên. Trình diễn đẹp mắt chứ. Nhớ mẹ thuốc làm Elvis đột tử không? Chính nó đấy. Elvis chết thì có thể em cũng chết. Em không hít đâu. Bình tĩnh nào, anh nói vui thôi mà. Hít đi. Nghe chẳng vui tí nào. Anh nên đùa kiểu khác. Im mờ mà hít đi. Anh bảo rồi mà. Anh yêu. Elvis chết vì cái gì vậy? Thuốc hay gì đó? Ai mà biết? Mày... ra ngoài đi. Mày từng làm việc cho bọn tao. Giờ thì hết rồi. Này, dù hắn trả mày bao nhiêu thì Mikhail cũng sẽ trả gấp đôi. Được rồi, gấp ba vậy. Không, chờ đã. Tao là thằng em duy nhất của lão. Vậy thì nên kiếm thằng em khác.
là Bobby. Bobby, chuyện gì? Có một người trong đó, hắn có súng. Sao? Có chuyện quái gì đang xảy ra vậy, Andre? Chuyện gì đã xảy ra với đống cập nhật chết tiệt của tao rồi? Dân, Leo. Đêm qua, người của Leo xử lý Bobby. Còn Mikhail? Từ những gì tôi biết, hắn ta bước vào chỉ vài giây sau khi công việc vừa xong. Chuyện này hay đây. Ừ, tôi nghe nói chuyện này làm Mikhail nổi điên. Tất nhiên rồi, là em trai hắn mà. Hắn ta đã tìm thằng nhóc cả đời rồi. Có lẽ lần này hắn ta nên tìm kỹ hơn. Tôi có vài tin xấu. Chính xác tin xấu là gì, Andrei? Chúng ta đã bắt Nikolai Borat. Sao cơ? Cảnh sát tìm thấy hắn nổi trên bể bơi, một viên 9 ly trên đầu. Chưa phải tận thế đâu. Ta sẽ tìm người khác làm ăn chung. Andrei, phải đây không? Đây là tin xấu à? Nikolai không phải là người bị bắt. Mày đang nói gì thế? Còn ai nữa? Ai đó đã đến nhà nghỉ. Giết hết tất cả mọi người. Giết tất cả bọn nó. Grigory, Diev, tất cả đều chết hết. Còn tiền của tao? Tôi không chắc nữa. Ý mày không chắc là sao hả? Tôi chỉ mới biết một chút thông tin thôi. Cảnh sát đang tìm kiếm khắp chỗ đó. Tôi không thể ở lâu được. Nhưng cái con khỉ tìm tiền của tao, Andrei. Dân, tôi hiểu. Cho tôi ít thời gian gọi điện. Cho tôi 20 phút và tôi sẽ gọi lại. Mày có 10 phút thôi. Này. Này. Anh đây rồi. Anh để quên áo khoác. Đúng rồi. Làm sao cô tìm được tôi vậy? À, tôi tìm thấy cái này trong túi áo. Địa chỉ. Hay lắm. Nhân tiện tôi giặt áo cho anh rồi đấy. Tôi nợ cô bao nhiêu vậy? Không không, tôi tự giặt đấy. Không sao mà. Mày là địa chỉ đúng nằm trong phong thư. Vì không có tên của anh. Tôi là Ray. Dân. Chỉ Ray thôi à? Ray Carver. Tôi là Janice. Nghe này, tôi xin lỗi đã ghé qua thế này. Tôi chỉ muốn nói cảm ơn thôi. Anh biết đấy, anh đi nhanh quá tôi. Không, tôi mừng cô đã đến đây. Tôi nghĩ mình nợ cô rồi. Vậy à? Ok.
Trong trường hợp đó, vậy là công bằng rồi. Hy vọng sớm nói chuyện với anh. Hy vọng thế. Tạm biệt. Chết tiệt. Anh quên mang chìa khóa à? Không, tôi ổn mà. Gặp lại cô sao? Ok. Vậy tôi vẫn còn trong bảng lương chứ? Ừ. Anh cần tôi làm gì? Nếu theo cách của tao, tao sẽ cho mày săn bằng thành phố này và rải muối lên từng mét vuông. Nhưng tao đã hứa với em trai tao phải sáng suốt, suy nghĩ kỹ. Đi với tao nào. Mikhail. Leo. Leo. Hey, Alexei. Này, Alexei. I heard you were in town. Nghe nói mày vừa vào thị trấn. He's very expensive. Rất đắt, nhưng đáng đấy. You two have met. Hai người gặp rồi à? Let's just say that. Hay nói là bọn tôi cùng chạy trong những đường tròn giống nhau. Why am I here? Tại sao tôi là ở đây, Mikhail? Người của mày, dù có là ai đi chăng nữa, không kết thúc chuyện với Demian, nhưng chắc chắn là đã làm nên chuyện khi giết em trai tao. Chính xác thì ta đang nói đến ai vậy? Cô gái của Bobby đã thấy gã khốn da đen đó. Coi nào, Leo, thành thật đi. Còn những con khỉ nào khác trong thành phố này? Chơi hai mặt rất nguy hiểm, anh bạn ạ. Tao muốn biết tên nó, và tao muốn biết nó ngủ ở đâu. Coi nào, Mikhail, đi giải quyết đi. Tôi sẽ là đại ca kiểu gì nếu nói ra tên đàn em mình chứ? Anh không tôn trọng tôi. Mày may mắn mới còn sống đấy. Mày đã nhận hợp đồng với em trai tao. Mày là người trực tiếp liên quan đến cái chết của nó. Mày nên đếm từng giây phút mày may mắn còn sống để trả lời tao đi. Tên khốn da đen đó không còn là lính của tao nữa. Từ khi hắn làm tôi mất việc làm ăn với anh. Coi nào, Mikhail, anh là khách hàng tốt nhất của tôi. Trông tôi có ngu đến thế không? Nếu mày nói dối tao, tao sẽ cắt đầu mày. Tôi không nghi ngờ anh đâu, Mikhail. Tôi biết anh lâu rồi mà. Kể cho tao biết mọi thứ về thằng nhãi này. Tôi chỉ nói một điều thôi. Nếu anh tìm hắn, hắn sẽ tìm anh trước. Tôi hứa đấy.
Không phải hắn. Lâu hơn 10 phút rồi đấy. Xin lỗi, tôi phải tìm một người bạn ở căn hộ. Không dễ đâu. Và cảnh sát lấy tiền rồi. Họ cất giữ trong kho bằng chứng ở trung tâm. Nhưng tôi cũng đã tìm ra đấy chứ. Có một nhân chứng ở phòng điều tra. Hắn một trong những kẻ đáng ngờ đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Theo hắn ta, gã to lớn này đến ngay trước cửa, gọi Grigori ra, lấy ra hai viên 9 ly và bắt đầu nổ súng. Một gã thôi à? Chuyện này thật nhảm nhí. Những gì gã đó nói về bộ dạng của hắn còn điên rồ hơn. Ý mày là sao? Cao hơn 2 mét, mặc áo Hawaii, đội mũ trắng. Hắn nói trong gã đó giống như Frank Sinatra dùng quá liều steroid vậy. Chó sói. Sao cơ? Mikhail. Hắn ta thuê người ngoài thị trấn. Hắn đã thuê chó sói. Nhưng chó sói chỉ là chuyện nhảm nhí mà. Không không, chắc là có thật đấy. Chắc hắn cũng là người xử lý Flash nữa. Ta sẽ làm gì đây? Mày nghĩ ta sẽ làm cái quái gì? Ta sẽ đi săn sói. Mọi người đều đổ máu. Andre, loan tin đi. Tao sẽ trả giá cao nhất cho ai bắt được gã này. Vâng, tôi hiểu. Tốt. Ngày mai gặp tao ở phòng điều tra lúc 5 giờ. Đừng đến trễ đấy. Và mang cho tao thứ gì đó. Thứ gì tốt đấy nhé. Vâng. Leo, đây là tin nhắn thứ 3 rồi. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm sao chúng biết tôi sẽ đến đó? Gọi lại cho tôi. Chà, không tồi đâu. Tôi lấy đồ uống cho cô nhé. Vâng, tôi ổn mà. Cảm ơn anh. Nghe này, giọng của anh vừa đến đây và tất cả... Anh làm tôi nhớ nhà quá. Cô nhớ nhà. Vâng, nhưng tôi vẫn phải đi. Tại sao vậy? Có quá nhiều kỷ niệm buồn. Và bây giờ thỉnh thoảng tôi lại nghĩ mình ở thành phố này để trốn tránh. Sợ hãi phải quay lại. Đúng mà sợ chuyện gì chứ? Bố tôi đã bị giết. Tên sát thủ, họ không tìm thấy hắn. Hắn đeo mặt nạ. Tôi đã thấy hắn, nhìn thấy toàn bộ sự việc. Tôi chỉ là một cô gái nhỏ, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi rất tiếc. It's tough.
Chuyện đó đúng là rất khó khăn. Tôi không biết sao lại kể cho anh nghe chuyện này. Tôi xin lỗi, tôi phải nghe cú điện thoại này. Leo. Leo à, tôi xin lỗi nhưng tôi sai rồi. Sao thế? Mọi chuyện sẽ khó khăn cho chúng ta đấy, Ray. Anh đang định nói gì vậy, Leo? Tôi sẽ ra khỏi Dodge. Anh cũng sẽ đi ra khỏi Praha. Mikhail đang điều tra. Và tôi đã nói ra tên anh, nơi anh sẽ đến. Anh sống ở đâu? Tôi rất xin lỗi. Nếu không nói ra, hắn sẽ giết tôi. Xin lỗi. Này, cái này của bố tôi. Lúc nào ông cũng mang nó theo. Tại sao nó lại ở đây? Nói đi. Có ảnh của tôi ở đây. Đây là cuộc sống của tôi. Tại sao? Anh có liên quan đến cái chết của ông không? Nói đi nào. Nói đi. Nói cho tôi biết. Có. Tại sao? Vì tôi được thuê làm chuyện đó. Và giờ anh đến giết tôi à? Không, tôi đang cố bảo vệ cô. Tôi phải tin chuyện này sao? Không đúng lúc à? Tao đã ném mày ra khỏi cửa sổ. Tao nhảy tốt lắm. Còn lựu đạn? Tao tưởng cú ném đó đẹp. Mày nghĩ mày là ai chứ? Người xấu. That's funny. Hay thật. I thought I was. Tao tưởng tao mới là người xấu.
Chúng tôi vừa trở về từ chỗ của gã da đen. Xong chưa? Hắn chết chưa? Chưa, tôi không nghĩ thế. Có chuyện gì? Nơi đó là một đống hỗn loạn, nhưng không có xác ai hết. Tôi nghĩ cái này sẽ làm anh vui. Cô gái đó trong mọi tấm ảnh. Còn Alex Kay, tôi đã gọi cho hắn. Hắn nói gửi lời tạm biệt đến anh. Chết tiệt. Đoán xem. Làm tao sợ đi. Ta có lời khuyên từ người lạ mặt về người mới của Mikhail. Anh nói đúng, là chó sói. Hắn đang ở khách sạn ở cuối phố. Ta sẽ kết thúc chuyện này ngay bây giờ. Chào, đây là Janice. Hãy để lại tin nhắn. Tôi sẽ gọi lại sớm nhất có thể. Cảm ơn. Này, Janice, lại là tôi đây. Làm ơn gọi lại cho tôi được không? Chỉ là... Gọi lại cho tôi nhé. Sẵn sàng chưa? Chết tiệt. Ý tôi lập dân. Mọi người đều đổ máu.
Come on. Đi nào. You know, mày biết đấy. Some call it, có người gọi đó là giác quan thứ sáu. Others, những trực giác khác. Hay là khả năng khác. But in reality, nhưng thật ra, the little things like những thứ nhỏ terrible ventilation. Như máy thông gió kinh khủng. Sorry about this. Xin lỗi về chuyện này nhé. Đồ amateur. Dân, Ray, Ray, anh sao rồi? How the hell are you, mate? Leo, Dân Dân là tôi đây. Sao lại gọi từ điện thoại của Janice? Tôi đến đây nhanh nhất có thể như anh muốn đấy. Có bao nhiêu tên đang chờ tôi? Dân, cô ấy đang ở đây. Đáng yêu lắm, Ray. Anh nên kể với tôi trước mới phải. Chúng ta thật sự gặp chuyện rồi đấy. Anh ra được không? Không, không. Hiện giờ cô ấy đang bị trói, nhận lệnh của người khác. Nơi này hỗn độn lắm, Ray. Tôi đến ngay. Này, ta cởi trói một đầu trước khi ra khỏi đây nhé. Được rồi. Tôi có làm quá không? Còn tùy chuyện hắn có đến không? Hắn sẽ đến, tin tôi đi. Anh sẽ không thất vọng đâu. Anh chưa bao giờ trông khá hơn cả, Leo. Là chống đẩy bằng một tay đấy, Ray. Cô ấy đâu? Ở chỗ Mikhail. Nghe nói hắn đang về chỗ câu lạc bộ. Xin lỗi nhé, Ray. Có vẻ tôi lại gây nguy hiểm cho anh rồi. Họ nói sau lần thứ hai ta nên tặng hoa hay hộp kẹo. Let's go. Đi nào. Tôi ước mình có gì đó đưa cho anh. Có lẽ anh vẫn còn có thể. Thank you, Ray.
Cảm ơn Ray. Jeremiah chương 8 hồi 20. Mùa hè đã qua, mùa gặt đã kết thúc và chúng ta chưa được cứu. Cuối cùng ta phải trả giá cho tội lỗi của mình. Điều đó tôi biết. Điều đó sẽ đến. Sếp, tôi không gọi được cho ai hết. Ý mày là sao? Không đứa nào hết. Im nào.
Enough. Đủ rồi. Enough. Đủ rồi. Back off. Lùi lại. Back off. Lùi lại nào. Drop it. Bỏ xuống, nếu không nó sẽ chết. Put it down. Bỏ xuống. Đêm nay mày sẽ chết. Câu hỏi là cô ta có chết cùng mày không? Lại không đúng lúc à? Ray, đi nào. Cô phải đi thôi. Cô phải ra khỏi Praha. Tôi xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Cô phải đi thôi. Tôi đã bỏ ra nhiều thời gian và đi một quãng đường xa để hỏi anh một câu cực ngắn. Tại sao tôi lại không giết anh à? Không ai thuê tôi để giết anh cả. Nhưng câu hỏi logic kế tiếp là anh đang làm gì trong nhà tôi? Tôi chưa bao giờ thích việc bị điều khiển bởi những tình khốn đó. Nên tôi tự nhủ, Alexei, có nhiều gã khốn ngoài kia với rất nhiều tiền, thay vì kiếm tiền từ chúng, sao không lấy của chúng? Tại sao không? Có thể lúc nào đó tôi sẽ gọi cho anh. Đúng là bạn của tôi.
Lamentation chương 3 hồi 26. Thật tốt khi một người đàn ông nên hy vọng và âm thầm chờ đợi để được Chúa tha thứ. Dù bạn có chạy đi đâu, bạn luôn kết thúc ở nơi nó đã bắt đầu. Trở về với bản thân mình. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết sẽ kết thúc như thế nào. Tôi biết cái giá mình phải trả. Đó là tôi sẽ không bao giờ được cứu. Nhưng ít nhất cô ấy thì có thể.